Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Em Hồng Anh gửi lời chào đến anh em. Hôm nay em Hồng Anh lại giới thiệu với anh em sợi dây tín hiệu của châu Âu đầu D5 ra 2 RCA, dây nguyên bản di xịn chính hãng của hãng Deltron của Anh. Rất hay và dài được 1m2 nhé. Thoải mái để cắm rút, anh em yên tâm sử dụng. Dây khá béo. Riêng về đầu D5 châu Âu thì em Hồng Anh khá nhiều và cũng tự tin rằng là có rất nhiều loại để cho anh em lựa chọn, nhiều tầm giá khác nhau để anh em có thể nhìn. Hàng rất xịn anh em ạ. Từ kể cả cái khóa đến con vít đều chồn của anh, đều chồn UK. Đầu RCA rất cao cấp. Nhìn qua thì có thể thấy là gần giống như là đầu của Chop cũng như là đầu của Van Den Hill. Cốt bên trong thì là được một tiếp xúc mạ vàng để cho tiếp xúc tốt nhất có thể. Quá xịn rồi. Cái vỏ của nó cũng rất xịn luôn. Anh em thể ngắm. Đầu rắc nhỏ, cắm rút êm ái nhẹ nhàng. Một sợi dây đi 5 hãng như thế này là quá ngon anh em nhé. Anh em chơi đầu băng cối hoặc là thiết bị châu Âu cao cấp mà là cần dây tốt thì không thể là không chơi em nó, để cho chất lượng tốt nhất. Em Hồng Anh chuyên cung cấp đồ chơi cũng như thiết bị dây dẫn tốt chuẩn xịn của châu Âu cho anh em. Anh em mà muốn hỏi gì thì cứ add Zalo để hỏi em nhé, số điện thoại của em đây, để có thể hỗ trợ được anh em tốt nhất có thể, cũng như theo dõi được những sản phẩm của bên em nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm nhé. Xin chào anh em.